Này con cậy ở đây. Đây. Con dao ở đâu xinh ấy? Rồi, kéo. Cẩn thận tay kia. Cẩn thận tay này. Đưa mẹ danh cho. Cẩn thận. Đây đây đây. Cái tay thấp xuống chẳng trượt phát vào đứt tay nhỉ. Đấy, dao. Đồ chơi. Đồ chơi. Đồ chơi. Đèn. Đồ chơi. Đây. Đồ chơi. Ghép con đi. Con được mở ra xem. Đây, để như này. Bịt nhẹ thế. Bình đều thế, nhẹ thế. À, xúc, xúc, xúc. Đúng rồi. Chìa khóa hả? Người ta tặng cho chìa khóa thì gì? Ừ. Xúc. Súng. Băng 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 băng. Ừ, súng băng băng băng. Đây là cái sạc pin con ạ. Bắt con đấy á. Sao to thế? Bắt con mà. Bù mạng á. Mày ta chợ bù. Đây là bố xe nào. Đây là bố xe nào không tháo ra rơi rơi mất. Ở bin bin bin. Đèn laser 303. Bin bin bin. Bin không cho vào đây con ạ. Đây chính là cái đèn laser. Mua ở Shopee đây. Nó tặng cái quả pin cell card rất là đều thôi. Cả cái đèn này, cả pin, tất cả sạc này có 100.000 bạc, 109.000. Nó rất là rẻ anh em nhé. Đốc sạc này cũng dởm này. Để pin vào đây này. Đó. Tặng hai cái chìa khóa này, kiểu khóa an toàn này, không cho trẻ con nghịch ý. Cái laser này nó khỏe anh em nhé. Đây, đã pin thì bấm soi thì này, nó lên những cái hình tia này. Đây, mình soi anh em xem nó. Bọn này nó ra cái hình khác. Cho cái hình này vào thì nó là có những cái hoa này thôi. Mình tháo cái hình này ra. Là mình tháo cái kính này ra thì nó sẽ là đèn laser bình thường anh em. Đây. Đấy, tia rất là mạnh này. Đấy. Cái này vào mắt thì rất là hại mắt anh em nhé. Pin của nó rất là dởm thôi. Thì mình cũng có rất là nhiều pin xịn như ở đây cho anh em xem. Mình có pin Panasonic rất là xịn này, nặng trịch này. Đó, mình sẽ dùng pin này vào thì có tháp tẹt ga anh em nhé. Đó. Clip đọc hộp cái laser ở đây của mình đến đây hết rồi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Bye bye.